Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Quỳnh Hương rất là vui được chia sẻ với quý vị và các bạn về một đứa con tinh thần mới nhất mà nhà Mequy Inspiration và Team First News đã cùng nhau tâm huyết để gửi đến cho tất cả các bạn. Đó là quyển sách Thay đổi cuộc sống với nhân số học. Đây là một quyển sách dài 410 trang thưa các bạn. Và trong đó gần như tập hợp toàn bộ tất cả những cái yếu tố quan trọng nhất để bạn có thể nhìn và giải mã rõ hơn về cuộc sống của mình thông qua những con số có mặt trong ngày sinh của mình. Thì các bạn sẽ nói là làm sao mà mình có thể hiểu được mình thông qua những con số trong ngày sinh, phải không ạ? Thì ở đây ngay cái phần mở đầu Quỳnh Hương cũng đã thưa với các bạn liền rằng mỗi một biểu đồ ngày sinh như một thửa ruộng mà vũ trụ đã giao cho ta làm vốn ban đầu. Vậy thì dẫu cho thửa ấy có màu mỡ hay cằn cỗi, cây cối có chỗ dày chỗ thưa, thì nhiệm vụ của chúng ta là cứ cố gắng bằng cả ý thức và nỗ lực để vun xới cho mảnh đất ấy tốt tươi, đầy hoa thơm, trái ngọt và rộn tiếng chim. Làm sao mình có thể làm được những điều đó, đúng không ạ? Vậy thì mời các bạn hãy bước vào trong cái phần đầu tiên. Từ phần lời giới thiệu thì chúng mình đã chia sẻ với các bạn rằng Numerology là một chuyên ngành nghiên cứu về những con số và các tác động sống rung của những con số đối với đời sống con người. Và khi mà đem Numerology về Việt Nam thông qua cuốn sách này thì ban đầu lúc đó Quỳnh Hương phát hiện ra rằng ở Việt Nam trước giờ vẫn có một khái niệm gọi là thần số học, nghĩa là khoa học về những con số được nhìn qua lăng kính thần học. Thế nhưng mà sau một thời gian dài nghiên cứu cùng nhau thì Quỳnh Hương và Team Mequy quyết định đổi cái tên này thành nhân số học, bởi vì cái nhánh mà chúng mình đang nghiên cứu và muốn làm thay đổi tích cực cuộc sống của con người, tất cả nó quy quanh cái cuộc sống của con người ạ. Và nếu mà chúng ta chỉ dừng lại giới hạn ở trong cái vòng đó thì thật ra nhân số học nó vô cùng giản dị, dễ hiểu và có thể xem nhân số học như là một dạng đọc vị về số ha, giải mã những tín hiệu mà cuộc sống đã gửi đến kèm với từng cá thể của con người trong đời sống này. Rồi, vậy thì ở trong sách này chúng ta sẽ có tổng cộng là mấy phần? Các bạn hãy tìm hiểu cái mục lục cùng với Quỳnh Hương nghe. Phần thứ nhất là nhân số học, khoa học khám phá bản thân thông qua những con số. Phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần nội tâm được bộc lộ. Phần 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa các số tự nhiên dưới lăng kính nhân số học. Phần 4 sẽ cho chúng ta tìm hiểu về ba thể của con người. Phần 5 nói về con số chủ đạo. Phần 6 nói về biểu đồ ngày sinh. Phần 7 nói về các mũi tên chỉ đặc điểm. Phần 8 nói về con số ngày sinh. Phần 9 nói về chu kỳ 9 năm. Phần 10 ba giai đoạn của một đời người. Phần 11 tổ hợp kim tự tháp 4 đỉnh cao của đời người. Và phần 12 là sức mạnh tên riêng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng chỉ vỏn vẹn trong 410 trang sách thôi, các bạn đã có thể tự mình nghiền ngẫm và thấu hiểu về mình một cách khá là đầy đủ ha. Dĩ nhiên là hiểu về mình theo một cái tâm thế là mình sẵn sàng biết những gì gọi là thế mạnh của mình để mình phát huy nó cho đến tối đa, để không uổng phí những cái tài nguyên mà vũ trụ này đã dành cho chúng ta, mà nhiều khi nó còn nằm ở trong cái dạng tiềm ẩn mà mình không biết được. Và mặt khác chúng ta cũng biết luôn một số cái có thể gọi là sở đoản của chúng ta, hoặc là mặt giới hạn, hoặc là mặt yếu điểm, hoặc là cái tật của chúng ta, nó đã được quy định ở trong những cái sóng của những con số hay là những sự kết hợp đó. Thông qua đó mình sửa, các bạn sẽ cảm thấy rằng dù gì đi nữa cuộc sống của mình cũng sẽ tốt đẹp hơn ha. Vậy thì khi mà chúng ta tìm đến cái phần nhân số học, khoa học khám phá bản thân thông qua những con số thì chúng ta có thể đọc được những gì rất là hấp dẫn các bạn. Nhiều bạn hỏi Quỳnh Hương chứ em theo dõi hết tất cả các tập mà thay đổi cuộc sống với nhân số học mà chị Quỳnh Hương đã chia sẻ ở trên YouTube rồi, vậy lý do em cần mua cuốn sách này để làm gì? Cần lắm các bạn ơi, bởi vì ở trên đó Quỳnh Hương chỉ chia sẻ với các bạn phần lớn là phần thực hành, còn tất cả những cái nguyên lý sâu xa hay là những cái phần lý thuyết hay là những cái phần trích dẫn, những cái ý tứ cực kỳ tinh tế và rất là sâu á các bạn, thì các bạn cần phải có cuốn sách, các bạn đọc, các bạn ngẫm tới ngẫm lui thì các bạn mới hiểu. Ví dụ như Quỳnh Hương đi, cái thời điểm mà làm xong bản thảo cuốn sách này là tụi mình nghiên cứu được hơn 500k ha. Thì khi mà cái quá trình làm cái cuốn sách này thật sự rất là kỳ công và cực các bạn. Thì sau phải tới 5 tháng nữa thì cuốn sách mới hoàn thành. Thì lúc đó Quỳnh Hương với nhà Mequy đã kịp thời có thêm những cái lớp học. Và qua đó thì có thêm rất nhiều các trường hợp để nghiên cứu thêm. Khi mà tụi mình nghiên cứu được tới 1.350 trường hợp. Rồi sau đó có cái dịp đọc lại cái bông á, cái bản bông là bản thảo cuối cùng trước khi in á,
thì mới ngẫm ra thêm được thật nhiều những cái tầng nghĩa sâu xa mà ý tứ từ thầy David trong cuốn The Complete Book of Numerology đã diễn đạt. Mà cái thời đó, cái thời mà mình mới phân tích được vài trăm trường hợp, có thể mình chưa ngẫm được hết luôn đó các bạn. Bởi vậy á, thật sự mà nói, Quỳnh Hương nói các bạn có thể đọc đi và đọc lại. Ngày hôm nay các bạn đọc, các bạn hiểu một tầng. Sau 2-3 tuần các bạn nghiên cứu được thêm vài trường hợp, các bạn nhìn được thêm vài cảnh đời, các bạn ngẫm ngợi lại thêm, các bạn quay lại, các bạn đọc thêm một tuần nữa, các bạn lại ngẫm ra thêm được một chuyện mới nữa ha. Vậy thì ở đây phần 1 đã nói rõ rằng nhân số học là một môn khoa học nghiên cứu về sự khám phá bản thân, self-discovery. Và khi nghiêm túc nghiên cứu sự tồn tại và mối tương quan giữa các con số xuất hiện trong ngày tháng năm sinh của một con người, chúng ta có thể hiểu được khá nhiều về bản thân họ cũng như mối quan hệ của họ với những người khác. Nếu hiểu được một chút về nhân số học và thông qua những kiến thức nhất định về ý nghĩa và sự kết hợp của các con số, chúng ta có thể tự vạch ra cho mình một hướng đi tương đối cụ thể. Và dẫu biết rằng các trải nghiệm ở trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng, nhưng nếu giảm thiểu được các lần thử và sai thì có lẽ cuộc đời của chúng ta sẽ bớt quanh co, đúng không ạ? À? Và nó sẽ là một cái phần trong cái con đường tiến hóa mà mỗi con người chúng ta khi đến cuộc đời này đều có một cái lộ trình. Quan trọng là chúng ta có nhìn ra cái lộ trình đó để chúng ta cho đi cho tốt đẹp, để mà hoàn thiện được những cái bước phát triển ắt có trong cái tiến trình này của con đường tiến hóa của chúng ta hay không mà thôi. Vậy thì nhân số học nhận định rằng các con số là dạng sóng rung, các vibration, và mỗi con số đều có những dạng sóng rung khác nhau phụ thuộc vào số vòng xoay của mỗi con số tạo ra trong vòng một giây. Điều này thì các bạn sẽ không còn lạ nữa, bởi vì tất cả mọi việc trên thế gian này, trên thế giới này đều là những sóng rung hết ha. Có cái nó sóng rung nhanh, có cái sóng rung chậm, có cái nhanh quá bạn không nhìn thấy được luôn, có cái nó hầu như rung chậm quá bạn cũng không cảm nhận được, nhưng tất cả đều là những dạng sóng rung và những con số cũng vậy. Khi chúng ta bước vào trong phần thứ 3, ý nghĩa của các con số tự nhiên dưới lăng kính nhân số học, thì cái ý này Quỳnh Hương rất là tâm đắc. Đối với một nhà khoa học duy vật, con số đơn thuần chỉ là những ký hiệu số lượng tương đối mà thôi. Nhưng đối với một người theo trường phái siêu hình học hay một nhà nghiên cứu nhân số học, thì con số luôn bao hàm những ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Chúng đại diện cho những gì có liên quan đến con người. Vậy thì các bạn sẽ đọc trong đây, các bạn biết số 1 ý nghĩa gì, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Và oh wow, thật là amazing, thật là kỳ thú quá đi. Bởi vì tất cả những con số có mặt trong ngày sinh của bạn hóa ra nó mang những ý nghĩa nhất định. Hấp dẫn quá đúng không nào? Rồi, tiếp theo nữa, có một phần này là phần mà ở những clip YouTube chúng mình sẽ không thể nào chuyển tải được hết sâu đậm cho các bạn hiểu. Đó là phần ba thể của con người. Thì ở trong đây các bạn sẽ hiểu cái tầng gọi là thể cơ bản, basic self, rồi thể ý thức là conscious self, và thể siêu thức là high self. Và lúc này các bạn sẽ hiểu rằng thực chất con người ta đến cuộc đời này, cái phần quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất chính là thể siêu thức, là phần high self. Nhưng nó thường bị gọi là bao bọc quá kín bởi thể cơ bản, tức là phần thể chất của chúng ta, hay là thể ý thức, tức là phần trí não. Và nếu hai cái phần thể chất và trí não mà nó không ổn thì nó sẽ làm gọi là chúng ta cứ cà xịt cà lụi trong cái quá trình đi sửa đi vá, và không bộc lộ được cái thể siêu thức của chúng ta đẹp đẽ một cách trọn vẹn ra ngoài. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu về nhân số học để hài hòa ba cái thể này, thì con người của chúng ta sẽ sống rất là an lạc, hạnh phúc và có rất nhiều sự tiến bộ trong tinh thần cũng như là mọi mặt ở trong cuộc sống này ha. Rồi, tới nếu như mà đi tới phần 5, phần con số chủ đạo, thì các bạn sẽ hiểu là điều gì đây? Phần con số chủ đạo cũng là một phần quan trọng nhất đối với các bậc cha mẹ, thầy cô cũng như là những người làm công tác nhân sự trong công ty, hướng nghiệp, vân vân ha. Thì xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta là những con người đang du hành trên con đường tiến hóa của chính mình với những tốc độ khác nhau. Một số người đã dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, một số người khác đã nghỉ ngơi khá lâu rồi. Một số người lạc lối trong những cung đường rời xa con đường tiến hóa của mình, những cung đường thoạt trông có vẻ đầy hứa hẹn nhưng lại không dẫn đến đâu cả, ngoại trừ một sự khẳng định rằng chúng ta chỉ có một con đường tiến hóa duy nhất. Và những ai ý thức được điều này thì nên dịch chuyển mình về lại lối chính để phần nhận thức bản thân
mình được rõ ràng ra và tiến hóa xa hơn. Nếu chúng ta đi qua cuộc đời này mà không thể hoàn thành những mục đích cơ bản nhất trên con đường tiến hóa của chính mình thì thật là quá đáng tiếc. Các bạn sẽ thấy không? Cho nên chỉ cần bạn xác định con số chủ đạo mà nó dễ ơi là dễ luôn các bạn, thì các bạn cũng đã có thể tìm ra được gọi là cái con đường tiến hóa chính của mình trong cuộc đời này là gì. Và ở trong đây cuốn sách sẽ chỉ cho các bạn rất chi tiết cách xác định con số chủ đạo nè, rồi sẽ nói rất rõ từng phần từ con số chủ đạo là con số 2 kéo dài 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trong đó mỗi một con số chủ đạo đều có sẵn là mục đích sống nè, điều kiện để phát triển tối ưu nè, đặc điểm nổi bật nè, khuynh hướng cần khắc phục nè, cái hướng phát triển những nghề nghiệp phù hợp và phần tóm lại. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn cầm hết trong đây và nó kéo khá dài các bạn, nó kéo cho tới trang 84 luôn. Vậy thì các bạn cũng sẽ để ý thêm một con số đặc biệt nữa, đó là con số 4 được hình thành từ số 22, tức là 22 thành 4 hen. Rồi, tiếp theo nữa, cái phần 6 ở biểu đồ ngày sinh thì chúng ta sẽ hiểu thêm một tầng rất là sâu sắc là khi muốn mở một cánh cửa đang bị khóa, chúng ta cần phải có một cái chìa khóa đúng không nào? Đối với rất nhiều người, bản chất con người họ vẫn đang bị che giấu đằng sau cánh cửa bị khóa đó, vì họ hiếm khi nào khám phá xem mình thật sự là ai hoặc làm thế nào để có thể phát triển tiềm năng tối cao của mình. Quỳnh Hương nói ví dụ thôi, ví dụ như con số 22 thành 4 đi. Có rất là nhiều bạn sinh ra ngày 22 hoặc là có năm sinh cộng lại thành 22, như là số năm 1966 nè, 1975, 1984, 1993. Các bạn có một cái tiềm năng, một cái sức mạnh rất là mạnh từ bên trong, nhưng phần lớn các bạn lại không biết là mình có cái sức mạnh đó, và những bạn không biết mình có sức mạnh đó, thật ra các bạn lại gặp thật nhiều những cái chướng ngại để cản trở cho mình gọi là sống vui vẻ, hạnh phúc, hoặc là tiến bộ, hoặc là gọi là cố gắng phát triển như những con người bình thường khác ha. Vậy thì các bạn sẽ cần hiểu biết về những con số trong biểu đồ ngày sinh của mình, bởi vì biểu đồ ngày sinh chính là chiếc chìa khóa để khám phá bản chất của con người chúng ta thông qua nhân số học. Ok, vậy thì riêng ở trong cái mục này, ở trong cái mục này thì chúng ta đã có một cái sự liệt kê rất là chi tiết. Nếu mà trong cái biểu đồ của bạn, bạn có một con số này thì như thế nào, hai con số này thì sao, ba con số này sao, bốn này sao, nhiều hơn nữa thì thế nào, và thậm chí không có con số này thì thế nào. Một số các con số nó được đặt ở trong những thế cô lập, có nghĩa là thí dụ như người sinh trong thế kỷ thứ 20 đi, thì là lúc nào cũng một chín mấy đó, thì các bạn sẽ thấy là có khả năng là có những cái ốc đảo cô độc, như là ốc đảo 1, ốc đảo 3, ốc đảo 7, ốc đảo 9, và những lúc đó thì cuộc sống của bạn có khả năng như thế nào, vân vân. Ok, rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ nói về các mũi tên chỉ đặc điểm. Thì ở trong cuốn sách Thay đổi cuộc sống về nhân số học sẽ chia sẻ với các bạn thật nhiều những chi tiết về ý nghĩa của từng cái mũi tên chỉ đặc điểm. Đôi khi nó là mũi tên chỉ cái sự thuận lợi, đôi khi cái mũi tên đó chỉ sự gọi là vừa thuận lợi vừa có cái bất lợi đi kèm, đôi khi nó lại là những cái mũi tên hoàn toàn chỉ sự bất lợi. Mà nếu bạn phát hiện ra rằng trong ngày sinh của bạn có những cái mũi tên như vậy, bạn phải làm gì để bạn có thể gọi là hoán chuyển những cái bất lợi về cuộc sống của bạn, và bạn có thể biến nó thành tốt tươi hơn ha. Vậy thì ở trong cái phần này có một câu Quỳnh Hương tâm đắc lắm, đó là các nhà nghiên cứu nhân số học càng thực hành nhiều bao nhiêu thì khả năng đọc vị các con số của họ sẽ càng chuẩn xác bấy nhiêu. Cùng với sự chuẩn xác này là một trực giác ngày càng nhạy bén, cũng như khả năng nhanh chóng nắm bắt và mài dũa những đặc điểm nổi trội của từng cá nhân. Quỳnh Hương xác nhận điều này. Cái thời điểm ban đầu khi Quỳnh Hương đọc cái quyển sách gốc The Complete Book of Numerology, Quỳnh Hương thật sự như là một người ngồi thực hành, các bạn ngồi mò mẫm và nghiên cứu ngẫm ngợi lại từng trường hợp, từng trường hợp. Thế nhưng bây giờ khi mà con số nghiên cứu nó đã vượt gần tới 1.500, thì tự nhiên trong đầu mình nó hình thành một cái phản xạ kỳ lạ lắm, nói không có được. Tự nhiên chỉ cần đọc vô cái con số đó là trong đầu mình nó đọc lên được cái giải mã là cái gì, và thậm chí gần như là mình sense, mình ngửi được, mình định vị được, mình cảm nhận được một cái khả năng là làm sao con người này có thể chỉ cần lắc đi một chút
điều chỉnh cuộc sống mình theo hướng nào là có thể có được một cuộc sống hưởng lên. Các bạn cũng muốn như vậy phải không? Chỉ cần các bạn đọc tới đọc lui, các bạn ngẫm ngợi thật là nhiều thì các bạn sẽ có đủ duyên để bạn lĩnh hội được cái khả năng này, giống như bạn Quỳnh Hương hen. Rồi, các bạn sẽ tới một cái phần rất là quan trọng nữa, đó là con số ngày sinh. Thì thật ra thời gian đầu khi mà bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về nhân số học, Quỳnh Hương không có để ý nhiều lắm về con số ngày sinh đâu ạ. Nhưng sau một thời gian thì Quỳnh Hương phát hiện ra tại sao có một số con người cái biểu đồ có vẻ rất thuận lợi nhưng cuộc sống của họ vẫn có gặp nhiều trắc trở khó khăn. Thì ra là có thể giải mã thêm một chút xíu về con số ngày sinh nữa. Thì ảnh hưởng của con số ngày sinh như thế nào thì cuốn sách này đã giải thích như thế này. Chúng ta đến với cuộc sống này để tiến hóa. Và theo các nhà nhân số học thuộc trường phái Pythagore, vòng đời này của chúng ta sẽ phát triển dựa theo một trục chính, đó là con số chủ đạo, đúng không nào? Tuy nhiên, để có được sự cân bằng tương đối, tránh quá phụ thuộc vào con số chủ đạo, đồng thời để có thêm vài bài tập nho nhỏ hoặc một ít vitamin trợ lực cho dọc hành trình của mình, thì chúng ta sẽ có những con số trong biểu đồ ngày sinh và những mũi tên chỉ đặc điểm. Mỗi một người có một biểu đồ khác nhau, vì vậy có nhiều cảnh đời khác nhau dù thoạt nhìn có vẻ tương tự nhau. Các bạn sẽ hiểu tại sao các bạn thắc mắc với Quỳnh là tại sao hai cái người này có hai cái biểu đồ ngày sinh y chang nhau, sao cuộc sống họ khác nhau. Vậy thì các bạn sẽ thấy là họ có cái tên khác nhau, họ có con số ngày sinh khác nhau ha. Ngày sinh, trước hết ngày sinh sẽ góp phần quan trọng cho quá trình hình thành sự hiểu biết về chân ngã. Chân ngã tức là cái phần nội tâm bên trong, cái phần siêu thức của mình á, thứ tồn tại vĩnh viễn chứ không phụ thuộc vào cơ thể hữu hạn của đời này kiếp này. Cùng với ngày sinh thì còn có một yếu tố có tác dụng tương tự, đó là cái tên riêng của mỗi người. Và chúng ta có thể điều chỉnh tên của mình, còn ngày sinh thì nó cố định ở đâu yên đó, nên nó có tác động đáng kể đến đặc điểm tính cách và đường đời của mỗi con người. Vậy thì các bạn thấy là ở trong đây lại có một cái bảng hướng dẫn các bạn tính xác định con số ngày sinh và ý nghĩa của từng con số ngày sinh cụ thể ha. Các bạn sẽ rất là yên tâm. Các bạn dò vào đây, Quỳnh nói thiệt, cái này nó giống như một cái cẩm nang cho các bạn vậy ha. Các bạn có thể giữ nó làm bạn đồng hành, gói đầu giường cũng được, để cho các bạn có thể là ngẫm đi và ngẫm lại. Các bạn đọc đi và đọc lại, dò đi và dò lại để nghiên cứu thêm. Rồi, vậy thì hồi nãy chúng ta nói về con số ngày sinh, xong nói về cái tên, thì sức mạnh của cái tên riêng Quỳnh Hương xin được đặt ở phần cuối cùng, đó là phần 12. Thì ở trong đây cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết ha, về cái cách xác định cái con số mà nó tương thích với các tên riêng như thế nào. Rồi cái xác định cái chỉ số tâm hồn, cái chỉ số về tâm hồn tức là cái con số về linh hồn ha, các chỉ số các cái chỉ số thể hiện ha, để cho chúng ta có thể điều chỉnh được phần nào nếu mà chúng ta muốn cái tánh tình của chúng ta nó trở nên đầm ổn hơn, vân vân. Thì các bạn nào có thời gian thì các bạn sẽ nghiên cứu kỹ hơn phần này. Nhưng cái vấn đề mà Quỳnh Hương rất là mong các bạn bỏ thời gian ra để mà nghiền ngẫm, đó chính là phần biểu đồ tên. Bởi vì nó chính là một cái biểu đồ quan trọng thứ hai sau biểu đồ ngày sinh. Và khi các bạn ráp hai cái biểu đồ tên và biểu đồ ngày sinh lại, nó sẽ cho ra một cái biểu đồ tổng hợp. Trong đó nó nói với các bạn rất nhiều điều luôn. Nó cho các bạn rất nhiều những tín hiệu để các bạn có thể dò ra và các bạn đi theo, các bạn giải hen. Rồi, như vậy còn có những phần cũng quan trọng không kém và nó nằm thành một cái nhánh khác, không liên quan gì tới các biểu đồ vuông như biểu đồ ngày sinh hay biểu đồ tên. Đó là các chu kỳ 9 năm thay đổi. Thì hồi trước mới bắt đầu nghiên cứu nhân số học, Quỳnh Hương chưa ý thức nhiều về cái chu kỳ 9 năm thay đổi này, chỉ lo tập trung vô trong cái gọi là biểu đồ để mà biết tính tình sao để điều chỉnh thôi. Nhưng càng về sau này mình lại càng cảm thấy là cái chu kỳ 9 năm thay đổi này nó quá quan trọng các bạn. Nó gần giống như là dự báo thời tiết cho các bạn vậy đó. Thì cái này nó là dự báo đường đời để cho các bạn biết là cái năm đó có nên dông thuyền ra khơi xa không? Cái năm đó nên ở nhà không? Cái năm đó nên làm cái gì mạnh bạo hơn, hay nên học, hay nên làm gọi là tu dưỡng thân tâm mình là chính, vân vân, rồi vượt chướng ngại như thế nào. Thì Quỳnh mong là các bạn sẽ bỏ thời gian ra đọc thật kỹ cái chu kỳ 9 năm thay đổi của mình và các bạn sẽ giảm thiểu rất nhiều những thương đau. Bởi vì đại văn hào William Shakespeare từng nói rằng có một cơn thủy triều trong dòng đời của con người, nếu chúng ta biết cách nắm bắt thì nó sẽ mở ra những cơ hội mới.
Bởi vì cuộc sống này không hề nhàm chán. Đối với hầu hết tất cả những người đã ít nhiều nhận ra con đường tiến hóa của mình, thì cuộc sống là một sự khám phá và trải nghiệm bất tận. Để qua đó con người học được những bài học đa dạng, tìm ra những giải pháp, những hướng đi và thậm chí là nhìn ra được mình sẽ tiến bộ như thế nào qua các chặng đường đó. Còn đối với những con người mới bắt đầu tiếp cận vào con đường tiến hóa hoặc hành trình của họ lúc xa lúc gần với con đường này, thì cuộc đời của họ đang được nếm trải rất nhiều gia vị khác nhau. Thì các bạn sẽ biết rồi, người nào mà lúc xa lúc gần thì sẽ nếm gia vị buồn, đau, khổ hoặc là chướng ngại vân vân, đúng không? Mặc dù một số người có thể bị sặc, chảy nước mắt nước mũi vì những gia vị cay nồng này, nhưng một ngày nào đó họ phát hiện ra rằng lúc mình xử lý những gia vị này thì cuộc đời của mình đã ổn định đâu vào đấy. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Cái mà Quỳnh thích nhất ở nhân số học Pythagore được truyền tải qua cuốn sách gốc The Complete Book of Numerology đó là: đối với nhân số học, không có khái niệm về người xấu hay người tốt. Tất cả mọi người đều là người tốt. Mỗi người đến cuộc đời này thi bài thi của mình, và bạn thi đậu hay thi rớt đó là chuyện của riêng bạn. Tất cả mọi người đến xung quanh cuộc đời bạn chỉ là đề bài cho bạn thi mà thôi. Vậy thì cái dốc lớn nhất mà bạn phải vượt qua đó là chính mình. Cái sự tiến bộ lớn nhất bạn sẽ đạt được đó là vượt qua con người của bạn trong thế phút hiện tại. Vậy thôi, bạn sẽ thấy cuộc đời này nhẹ nhàng hơn biết là bao nhiêu. Không khổ, không sở các bạn. Chỉ là những bài tập để bạn phấn đấu và tiến bộ mà thôi. Vậy thì làm sao để cho mình có thể biết được rằng là mình có thể tiến bộ được? Thì các bạn sẽ có được hỗ trợ về 3 giai đoạn của một đời người, trong đó xác định cho bạn biết là giai đoạn trưởng thành của bạn chính thức bắt đầu từ bao nhiêu. Mà nó không phải là nó theo cái chu kỳ sinh học giống như là 18 tuổi là bạn trưởng thành, không phải như vậy. Nó sẽ gia giảm rất là khác nhau tùy theo con số chủ đạo của mỗi người. Rồi cái giai đoạn trưởng thành nó sẽ kéo dài bao lâu? Trong giai đoạn trưởng thành đó bạn có thể gặp những cái tính chất gì? Nó dự đoán cho bạn rất là tuyệt vời. Mà quan trọng nhất là bạn phải đẩy bạn về hướng tích cực thì cuộc sống của bạn nó sẽ thu hái được rất nhiều những sự tiến bộ, hoa thơm, cỏ ngọt, rộn tiếng chim. Và ngược lại, chỉ cần bạn để bạn lơi là ở trong cái sự lười biếng, trì trệ hoặc là sống tiêu cực thì bạn sẽ gặt hái được vô vàn những gia vị đắng và cay. Và chắc chắn một khi bạn đã có cái duyên cầm cuốn sách này trên tay rồi, bạn sẽ không muốn để cho cuộc sống mình buồn, khổ hay là trì trệ hay là rất là nhiều những cái quả đắng, đúng không nào? Vậy thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn, đẹp hơn, rộn rã hơn, đầy tiếng chim thông qua thay đổi cuộc sống với nhân số học